Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Chủ nhật thứ sáu Phục sinh hôm nay với đề tài đó là ai yêu mến Thầy thì giữ các giới răn của Thầy. Đó là điều mà mỗi người chúng ta cần phải suy nghĩ xét lại, kiểm điểm lại đời sống chúng ta. Yêu mến Chúa thì ai cũng yêu mến, nhưng mà giữ giới răn của Chúa thì rất nhiều người không giữ được. Đó cũng là vấn đề đặt ra để chúng ta cùng nhau suy nghĩ xét mình lại, để chúng ta có yêu mến Chúa không bằng việc giữ lễ luật giới răn của Ngài trong đời sống. Trong thánh lễ sáng hôm nay, chúng ta cầu lễ dỗ 3 năm cho linh hồn Maria, cầu cho linh hồn Anna. Xin tạ ơn Chúa và cầu bình an gia đình, và cầu cho em bé chóng khỏi bệnh. Để xứng đáng cử hành thánh lễ Chủ nhật, chúng ta thành tâm sám hối lỗi lầm thiếu sót và xin Chúa thứ tha. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàm. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xóa tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúa,
Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui mừng này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài chiếc sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, Philippe đi xuống một thành thuộc xứ Samaria, giao giảng Đức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philippe rao giảng, vì họ cũng nghe biết và xem thấy các phép lạ Ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bắt tội và què quặt được chữa lành. Bởi đó, cả thành được vui mừng khôn tả. Khi các tông đồ ở Jerusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gửi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần, vì chưa có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần. Họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ, các ngài đặt tay trên họ và họ nhận lãnh Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Người ơi, ban thêm danh Thánh Người.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô. Trong lòng anh em, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời, thỏa mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em. Nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn. Hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Đức Kitô phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh em. Vì nếu Thiên Chúa muốn thì thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác. Vì Đức Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là đấng công chính thay cho kẻ bất công, kẻ để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ thần linh mà sống lại. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn của Thầy. Vậy Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Người là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian chẳng biết được Người. Còn các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở với các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con thấy Thầy, vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó các con hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó thì người ấy là kẻ mến Thầy, và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó và sẽ tỏ mình ra cho nó. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, người ta thuật lại một câu chuyện. Thánh Francisco Assisi là một vị thánh rất yêu mến Chúa và yêu người nghèo, gọi là Thánh Francisco khó khăn. Một hôm gặp một người bạn thân thiết, và hai người rủ nhau đi dạo phố. Đến một phố kia, gặp một người hành khất mù quẻ. Anh ngửa tay xin hai vị, và hai vị đã giúp đỡ bằng cầu nguyện và đặt tay chúc lành.
rồi bố thí một chút quà. Sau đó thì Phanxicô với hỏi người hành khất: khi anh được khỏi bệnh, khỏi cù mù què và anh trở lại một đời sống bình thường, thì anh nghĩ gì và đối với chúng tôi đang có mặt trước anh đây? Thì người hành khất trả lời: khi tôi được sáng mắt, tôi được khỏe, tôi không bao giờ quên ơn các ngài đã cầu nguyện, đặt tay và giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn. Sau đó thì hai vị bắt đầu tiếp tục trên con đường, và Phanxicô hỏi người bạn: anh thấy gì? Cái việc mà tôi vừa làm cho người mù và què ăn xin, và anh đã hứa như thế nào? Cái người bạn suy nghĩ một lúc rồi trả lời: quả thật tôi phục anh, tức là phục Thánh Phanxicô. Và Thánh Sư Phụ nói: tất cả tôi làm những việc này cho người mù què này là làm vì tình yêu của Đức Kitô. Và Đức Kitô cũng đã vì yêu chúng ta, tôi và anh, ngài đã hy sinh cả cuộc đời của ngài, và cuối cùng ngài chết trên thập giá vì anh và vì tôi. Vậy thì tôi và anh sẽ sống như thế nào đối với tình yêu cao quý mà Đức Kitô đã dành cho chúng ta? Thưa quý ông bà, anh chị em, tin mừng mà chúng ta vừa nghe, đây là những lời giã từ lần cuối đối với các tông đồ trước khi ngài đi chịu chết. Những lời giã từ này nói lên tất cả một cái tâm tình của người sắp ra đi đối với người còn ở lại, đặc biệt là các tông đồ, là những người đã được Chúa chọn gọi, giáo dục, hướng dẫn và sống với ngài những năm trên cuộc hành trình cứu độ của Đức Kitô. Có lẽ các tông đồ cũng hiểu rõ con người của Đức Kitô như thế nào, ngài đã sống và ngài đã làm gì trước mặt các ông. Bây giờ ngài chỉ nói rằng: nếu anh em yêu mến thầy thì giữ giới răn của thầy. Đấy, nếu anh em yêu mến thầy thì hãy giữ các giới răn của thầy. Thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa chỉ đòi hỏi có một cái điều đó thôi, không đòi hỏi cái gì khác. Yêu mến thầy thì giữ các giới răn của thầy. Vậy thì giới răn của Chúa là cái gì, thưa quý ông bà, anh chị em? Đó là mến Chúa, yêu người. Trong 10 điều răn Đức Chúa Trời, chúng ta tóm lại 2 điều là yêu mến Chúa và yêu mến anh em. Đấy, sống đạo là sống điều răn của Đức Kitô, sống đạo là sống lời dạy của Đức Kitô, sống đạo là sống tình yêu của Chúa Kitô trong đời sống của mỗi người chúng ta, chứ không phải sống đạo chỉ đi lễ, chỉ đọc kinh. Nhiều người cho rằng tôi đi đạo là chúng tôi có đi lễ, rồi tôi có đọc kinh, tôi có lãnh nhận bí tích. Cái đó chỉ là một điều kiện thôi, còn rất nhiều điều khác. Yêu mến Chúa phải thể hiện cái tình yêu đối với người anh em, cụ thể là những người đang sống bên cạnh mình, sống chung quanh của mình. Rây rắn của Chúa là sống đạo tích cực, và sống đạo tức là thể hiện cái tình yêu của Chúa đối với anh em. Mẹ Teresa thành Ancuta, người ta hỏi tại sao mẹ lại làm cái chuyện này chuyện kia, đi kiếm những em bụi đời, những em bị bỏ rơi, những con người bệnh hoạn tật nguyền đưa về nuôi. Thì mẹ trả lời: tôi mang những con người này là hình ảnh của Đức Kitô, tôi về săn sóc con người hình ảnh của Đức Kitô. Cụ thể chứ không phải chỉ nói suông, tôi yêu cái gì.
yêu bằng lời nói hay là chính hành động của mình. Cũng như là trong gia đình, ông bà anh chị em, vợ chồng cũng nói là yêu nhau, nhưng mà phải thể hiện cái tình yêu đó như thế nào, cụ thể ra làm sao, chứ không phải nói yêu thương mà thôi. Vậy thì đối với người Công giáo của chúng ta, khi đánh nhận bí tích rửa tội trở thành con của Thiên Chúa, chúng ta đến với Chúa, nhận Thiên Chúa là cha của mình, và chúng ta yêu mến Chúa như thế nào. Chứ không phải là tôi yêu mến Chúa xuống, còn trở về với cuộc sống thì thù ghét người này, thù ghét người kia, phê bình người này, phê bình người khác, nói xấu người này, nói xấu người khác. Vậy thì yêu mến Chúa như thế nào? Có phải bằng đầu môi chót lưỡi hay không? Do đó, bài tin mừng hôm nay tôi chỉ nhấn mạnh một điều, Chúa đòi hỏi các môn đệ yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, giữ giơ răn của Thầy. Vậy thì Chúa cũng đòi hỏi mỗi người chúng ta yêu mến Chúa thì phải giữ giới răn của Chúa. 10 điều răn Đức Chúa Trời, 5 điều luật hội thánh và những lời khuyên của bề trên, cách này cách khác, của những người bạn bè nhắc nhở. Đấy, đó là những điều mà làm sao cho mỗi người chúng ta trở thành anh em thực sự và thể hiện cái tình yêu đối với nhau thực sự trong cuộc sống của mình. Đó là bài tin mừng mà hôm nay tôi chỉ nhấn mạnh cái điều đó thôi, để rồi tất cả mọi người chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta xét mình lại, chúng ta có yêu mến Chúa thật không, bằng thể hiện tình yêu đối với anh em, hay nói cụ thể là giữ các giới răn của Ngài. Xin mời công đoàn tiếp tục thánh lễ. Tôi tin kính đời Chúa Trời, thân mến, trung thành tuân giữ các giơ răn của Chúa là phương thế tốt nhất để bày tỏ lòng yêu mến người. Với tâm tình mến yêu luật Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội thánh luôn cần nhiều vị mục tử thánh thiện và khôn ngoan để hướng dẫn và củng cố niềm tin của dân Chúa trên đường lữ thứ trần gian. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và nâng đỡ các vị mục tử trong đời sống mục vụ thường ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Bình và phát triển là hai mục tiêu
mà bất cứ ai đang sống trên trái đất đều mong ước. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho thế giới một nền hòa bình thật sự. Nhờ đó, các quốc gia có thể phát triển, mọi người đều được an cư lạc nghiệp, sống bình an, ấm no và hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người Kitô hữu sẽ không bao giờ dám hiên ngang sống đức tin, cũng như sẽ khó trung thành với Chúa và Hội Thánh nếu không có Chúa Thánh Thần thúc giục và nâng đỡ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban Thánh Thần của Người để soi sáng, hướng dẫn và trợ giúp các tín hữu trong mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Điều răn Chúa là rào chắn bảo vệ người tín hữu khỏi rơi xuống vực sâu tội lỗi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết luôn mến yêu và trung thành, tuân giữ các điều răn của Chúa, nhờ đó mà tránh được vô số lỗi lầm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa hứa ban Thánh Thần cho các tông đồ để các ngài đi đến tận cùng trái đất làm chứng cho Chúa. Xin cùng ban Thánh Thần để chúng con trở nên chứng nhân can truyền của Chúa. Chúa là đấng hằng sống và viên tri muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện. Đây lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ gọi tay cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và ngợi cho chúng ta cùng con thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu cùng với những lễ vật chúng con thiên dâng là mi lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng con, xin cùng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Người không ngừng hiến thân vì chúng con và luôn làm trang sư bênh vực chúng con trước tòa Chúa. Người đã bị sát tê mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi. Vì thế với niềm ân oán Chúa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên các địa cầu đều nhảy mừng, cùng với các dung thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế trong ngân hải xin Chúa dùng ơn thanh thần cho thanh hoa nhận của lên này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ gánh, người cầm lấy bánh thờ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy xong bữa ăn tươi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu dòng ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và nên sự Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì với lạy Chúa khi nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phong sự Chúa. Chúng con tha thiên hải xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh cho lan trong khắp hoàn cầu, để kiến tòa hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Cha Phụ Ta Lui chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là dỗ ba năm cho linh hồn Maria, linh hồn Anna mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quen thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào gương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng ứng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm, Đức Trinh Nữ các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại,
và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể tướng nổi dậy, chúng ta dâng nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xem, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con lạy Chúa. Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho nhân này chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đăng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành hẳn. Xin Chúa khi tôi xin Chúa cùng tôi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con, cho đang hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.